cập nhật cho quý vị giá tại phân khu sao biển những cái trục sao biển 6 8 10 đi thẳng ra hồ những cái căn sông lập 150 m cách 2 3 căn ra hồ hiện tại giá thị trường đang giao dịch ở tầm 27 đến 28 tỷ. Hay những căn góc mặt hồ diện tích lên đến 300 m như thế này thì giá thị trường đang định giá cỡ tầm 75 đến 80 tỷ. Đi sâu vào bên trong hơn thì những căn song lập Uh, gần dãy trong đường quay đầu thì có giá lên tới 25 đến 26 tỷ. Ở đây thì có một số các căn đơn lập đã về ở. ở. Thị trường vừa qua thì đã sang một cái bước giá mới, tăng từ 10 đến 15%. Ai đối diện kia là bên trong khu ngọc trai đảo nhỏ. Ngọc trai đảo nhỏ thì ưu thế của nó là đều uh, tiếp giáp với hồ, vị trí rất là đẹp. Thì trong ngọc trai thì hiện tại bây giờ dòng 150m rẻ nhất là 32 tỷ. Với những dòng 165m thì giá dao động từ 35 đến 36 tỷ. Và những căn hoa hậu VIP cực phẩm của ngọc trai 1 thì giá thị trường đang giao cỡ tầm 100 tỷ đến 120 tỷ. Những căn đơn lập mặt hồ diện tích 300m. Thì sở hữu những cái vị trí view cực kỳ đắc địa như thế này thì rất xứng đáng để anh chị có thể mua ở cũng như đầu tư dài hạn tại thời điểm này